cây mít đang ngô trái mà đi đọt làm cho dẫn đến hiện tượng mít bị méo trái thì chúng ta cần phải làm gì? Bên trong cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm 2 năm tuổi gia đình chăm sóc rất là tốt, là bông ra cũng khá là nhiều. Nhưng mà trái đang có dấu hiệu bị giật méo trái như vậy, bà con thấy méo trái rồi. Ôi trời, trái này mở ra thấy ruồi vàng nó chích vô rồi. À, trái này thì cũng đang chưa thụ phấn xong mà cũng méo luôn. Trái bên này cũng vậy. Nhiều quý bà con nhắn tin về hỏi Willow Farm rằng ủa em ơi, sao trái đang cây đang mang trái mà sao cái trái mít ruột đỏ của anh á, em nói là dễ nuôi mà sao thấy cái trái mít nó giật méo quá trời, làm cho cái mẫu mã nó cũng không có được đẹp. Thì ngày hôm nay thì anh cũng đến tận vườn để mà xem coi vườn của anh đang bị vấn đề gì. Và vườn thì cũng chưa sử dụng giải pháp của Willow Farm. Nhưng ngày hôm nay Hằng Anh tới thì Hằng Anh mong rằng là anh sẽ thay đổi cái phương pháp canh tác của mình chút xíu để mà chúng ta tạo ra được những cái trái mít có kết quả được, đạt được loại một. Bên trong thì muối lên đỏ, đậm, rồi ngọt và nó cái muối nó dày, bên ngoài thì trái nó tròn đều mảy đẹp bà con nhé. Trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà con quan sát những cái vườn mà Willow Farm cùng đồng hành, như vườn của chú Đức nè, vườn của anh Phong nè, vườn của chú Hồng nè, một số cái vườn khác nữa, thì bà con chúng ta sẽ thấy cái mít nó rất là đều, rất là tròn và rất là đẹp. Và lá luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ khi bác cắt những cái vườn đó, không chỉ ở mít ruột đỏ không mà còn ở cả mít Thái nữa với bà con. Như vậy thì bà con chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng là cây đi đọt khá là nhiều. Đây, bà con thấy ra ngoài đây cho bà con chúng ta coi cho dễ nè. Cây đi đọt khá là nhiều, đỉnh sinh trưởng của nó đang rất là mạnh nha. Đỉnh sinh trưởng của cây của cây mít của mình đang rất là mạnh. Anh Nghi có thể quay vòng vòng ở phía trên để thấy được là cái lá nó đang ra xanh, cái lá lụa ra rất là nhiều. Thì khi mà con chúng ta mà đang nuôi trái mít, mà đặc biệt là mít ruột đỏ với mít Thái, mà nuôi số lượng nhiều trên cây như thế này, mà chúng ta để cho cái cây nó đi đọt mà chúng ta không chặn lại thì rất là nguy hiểm trong cái việc mà dẫn tới cái kết quả là trái của chúng ta. Đối với cây mít thì nó giật méo trái, nhưng mà với sầu riêng là rụng luôn. Với sầu riêng là nó mạnh mẽ hơn, nó có biểu hiện kết quả, hậu quả của nó mạnh hơn là nó rụng bông rụng trái luôn. Còn đối với mít thì nó sẽ giật méo giống như hồi nãy giờ mà bà con chúng ta thấy. Thì ở đây thì Hằng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta cách để chúng ta chặn đọt như thế nào cho nó an toàn. Thực sự ra rất nhiều giải pháp đó. Với mít mà để chặn đọt thì bà con chúng ta hay sử dụng những cái hóa chất để làm nóng cái phần đọt này, chỉ cho cụp cái đỉnh sinh trưởng. Nhưng mà hiểu trên phương pháp là nắng, là nóng cái phần đỉnh đọt để cho đỉnh đọt nó cụp xuống. Và là đó là một cái phương pháp sử dụng chặn đọt bằng hóa chất. Nhưng mà hôm nay Hằng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta một cái phương pháp chặn đọt bằng hữu cơ. Nó sẽ làm cụp, làm chậm cái đỉnh sinh trưởng lại, ức chế đỉnh sinh trưởng, nhưng không có làm nóng cái phần cơ thể của cây. Cây nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi những cái trái mít của mình cho nó tròn đều mảy đẹp, chứ không có làm giật méo trái nữa. Và sức khỏe của cây mẹ sau khi thu hoạch sẽ vẫn được đảm bảo, và con nó không bị suy, nó không bị gọi là mít thân xì mũ, cũng như là nó làm cho cái cây của mình nó sẽ chắc khỏe hơn so với bình thường nữa bà con. Đây là một trong những giải pháp rất là hay, ở chỗ là vừa ức chế sinh trưởng nhưng mà lại không có làm suy cây. Và đây là sản phẩm có tính là mát. Nói tới nói lui thì chắc bà con nào theo dõi video của Hằng Anh nhiều rồi, bà con chúng ta sẽ biết đó là sản phẩm Mảnh Lông Nóc Ao Đọt. Đây là sản phẩm có cái thành phần chính là silic, kẽm và kali, và chai trên nền hữu cơ, và được sản xuất theo dây chuyền sản xuất hiện đại ở dạng mạch nano nhỏ hơn lỗ tế bào, lỗ khổng của tế bào lá, nên nó sẽ hấp thu rất là nhanh. Dựa trên nền hữu cơ thì bà con chúng ta sẽ biết hấp thu rất là nhanh, rất là mạnh, và tức thì hạ gục cái đỉnh sinh trưởng của cây mít chúng ta liền. Và đây là dạng hữu cơ nên có tính là mát với bà con. Và theo cơ chế là khi mà silic chạm vào trong cái đỉnh đọt, nó sẽ bọc một cái màng polymer để ngăn cho cái đỉnh sinh trưởng nó không có sao nữa, nó không có vươn dài ra nữa. Và cũng bọc một cái màng polymer vô thì nó sẽ sao bà con, nó sẽ hạn chế cái việc hấp thu nước ở trên bề mặt lá. Và sau đó nó sẽ có cái tính lưu dẫn bà con, nó sẽ lưu dẫn trong cái mao mạch, và nó xuống nó cũng phát cho một cái cho tính một cho rễ một cái tín hiệu để cho rễ không có chủ yếu tập trung đi đọt nữa, mà sẽ quay trở về làm nhiệm vụ chính yếu của mình là tập trung nuôi cho cái trái. Và từ đó mọi nguồn dinh dưỡng, mọi nguồn lực đều được tập trung nuôi cho cái trái, và trái chúng ta nó sẽ tròn đều mảy đẹp trở lại. Và với cái trái như thế này, bằng một số phương pháp, vừa những trái nào mà vừa giật méo này, bằng số phương pháp là vừa chặn đỉnh sinh trưởng và vừa sửa cái tướng trái, thì chắc chắn là cái trái của chúng ta nó sẽ tròn đều mảy đẹp trở lại và bán vẫn được loại một như bình thường rồi con nhé. Còn cái da trái hiện tại bây giờ thì Hằng Anh thấy nó cũng ok rồi.
nhưng mà xuất hiện một số hiện tượng nó bị ruồi vàng chích hút đục trái rồi, thì Hằng Anh chút xíu Hằng Anh sẽ chia sẻ sau. Thì đây là cái chai Mạnh Long đó, nóc ao đọt, chai này là 1 lít nha quý bà con nha. Và giá của chai này là 295.000 một lít, và bà con chúng ta pha được với lại 400 lít nước. Đối với mít thì nên pha 400 lít nước đi. Bà con thấy nguyên liệu đây là nguyên liệu nhập khẩu và nó sẽ có màu vàng chanh. Nó sẽ có màu vàng chanh, trong này có silic hữu cơ, kali hữu cơ và kẽm hữu cơ. Nó sẽ làm cho bọc một cái màng polymer để cụp cái đỉnh sinh trưởng xuống. Kali thì làm nhanh già lá, bà con chúng ta cũng biết rồi. Và kẽm sẽ làm cho lá của cái cây mít của mình nó trở nên cứng hơn, rồi xanh hơn, và tăng cường cái khả năng quang hợp của cái lá, của gàn lá mít lên, để giúp cho mỗi cái nguồn dinh dưỡng khi mà được được tưới tống vào trong cây mít của mình, khi mà phun vào trong cái cây mít mình, nó sẽ được tổng hợp nhanh hơn để bắt đầu đưa cái nguồn dinh dưỡng về nuôi trực tiếp cho trái luôn. Cái quan trọng của Mạnh Long nóc ao đọt là khi chúng ta phun vào ở trong cái phần đỉnh đọt này, nó sẽ cụp cái đỉnh sinh trưởng rất là nhanh, nó chuyển qua tập trung nuôi cho trái không, mà nó không gây rụng lá, không gây nóng lá, không gây cháy lá. Cháy lá thì ở cây mít bà con chúng ta sẽ không thấy rõ ràng, nhưng đối với cây sầu riêng, một trong những cái loại cây nhạy cảm, thì bà con chúng ta phun những cái loại mà chặn đọt á, mà bà con chúng ta thấy bắt đầu phun vô cái đọt nó bị sụ xuống và những cái lá nó cũng sẽ cháy luôn, thậm chí nó rụng luôn, thì cái đó là những cái phương pháp chặn đọt bằng hóa học nó rất nguy hiểm. Thì từ cái khó đó luôn, Hằng Anh mới là thấy cần phải tìm một cái giải pháp hiệu quả hơn, thì đó là từ đó thì cái Mạnh Long nóc ao đọt mới ra đời. Và khi mà cây ở giai đoạn sinh trưởng như vậy, thường chúng ta gặp trời mưa nhiều thì bắt đầu cái cơ chế mà đi đọt nó sẽ được đẩy ra nhiều hơn và ảnh hưởng tới cái trái của chúng ta rất là nhiều. Và con chúng ta thấy giật méo trái là coi như là tèo luôn. Để Hằng Anh đi một số cái cây khác là con chúng ta thấy cũng sẽ bị giật méo trái rất là nhiều này nha. Vườn này thì nãy giờ Hằng Anh bị kiến cắn nhiều lắm. Đây, trái nhỏ mà nó vẫn đang giật nha bà con. Trái nhỏ vẫn giật bình thường. Bà con thấy không? Qua anh Nghi quay đây nè. Trái nhỏ đang nhỏ mà nó vẫn giật. Nó giật méo phía bên này. Nhìn kỹ bà con chúng ta sẽ thấy nó giật méo phía bên này. Không thấy hả? Thấy. Thấy đúng không? Rồi, anh Nghi quay ra cái đỉnh sinh trưởng giùm em. Đó, vườn lại tiếp tục là kiến nha. Anh xin phép lùi ra ngoài, kiến nhiều quá. Trước khi bà con chúng ta làm bông, chúng ta phải xử lý cái vụ kiến đi. Đây, bà con coi cái đỉnh sinh trưởng nè. Nguyên nhân mà trái bị giật méo như vậy, vừa là thiếu dinh dưỡng, là con thứ nhất có thể thiếu dinh dưỡng, thứ hai là con đang bị cạnh tranh dinh dưỡng, và vườn này đang bị cạnh tranh dinh dưỡng. Còn việc anh đang đi dinh dưỡng như thế nào thì Hằng Anh chút xíu nữa Hằng Anh sẽ vào cái kho phân lưu trữ của anh để Hằng Anh xem, sau đó Hằng Anh sẽ góp ý cùng với anh nhé bà con nhé. Đấy, trái bên này cũng vậy, bị cụp đỉnh sinh trưởng, cái đỉnh sinh trưởng nó không có cụp xuống, nó cứ tập trung nó nuôi hai ba thứ cùng một lúc. Vừa phải làm nhiệm vụ sinh trưởng, vừa nhiệm vụ sinh sản nữa, nên nó mệt dữ lắm bà con. Đây nè, mấy cái trái nè, bà con thấy nè, này giật nó méo phía bên trong này nè. Bên này nó bị méo, méo phía bên này. Nó bị méo phía bên này. Đây, bà con thấy rất là nguy hiểm khi mà trái mít nó bị méo, thì chúng ta sẽ dễ bị dạt xuống loại 2, thậm chí là sẽ bị dạt xuống mít chợ luôn bà con. Rất là nguy hiểm nha, giật méo như vậy và không có nên, không có để như vậy được. Đây là cái đỉnh sinh trưởng ở ngoài, bà con chúng ta nhìn trước đi, nó đang rất là hừng hực ha. Rồi, bước vô trong là bắt đầu thấy mấy cái trái của mình nó bị méo liền. Méo nè, con thấy không, nó bị méo à. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần một cử Mạnh Long nóc ao đọt, một chai một lít như vậy đó, là chúng ta pha với 400 lít nước giúp dùm Hằng Anh. Và chúng ta sẽ phun như thế nào bà con? Một chai một lít Mạnh Long nè, một chai một lít Mạnh Long chúng ta pha với 400 lít nước, chúng ta phun phủ bên ngoài hết cho Hằng Anh nha. Phun phủ bên ngoài hết cho Hằng Anh luôn, nó sẽ làm cho cái đỉnh sinh trưởng của mình nó không có đi nữa, nó không có dồn cái dinh dưỡng vào trong cái đỉnh đọt nữa. Và kali nó sẽ làm già những cái lá nào nó đang mở như thế này, những cái lá nào đang mở như thế này, kali á, kali hữu cơ trong Mạnh Long nó ao đọt nó sẽ làm già luôn nhá. Và cái thằng kẽm nó sẽ làm xanh cái lá này lại luôn, và từ đó cái lá này trở thành cái bộ lá quang hợp, một cái cơ quan quang hợp giúp cho cây mình tổng hợp chất dinh dưỡng để nuôi trái luôn, coi như là biến nguy cơ thành cái an toàn cho cây, thành cái bộ máy dinh dưỡng để nuôi trái cho cây luôn. Nó rất là hay ở chỗ này. Và ngoài ra thì á, Mạnh Long nóc ao đọt nó còn, bà con biết silic là một trong những cái nguyên tố rất là quan trọng trong cái việc giúp cho cái giống như những cái viên gạch á, mà nó xếp chồng lên nhau bà con. Những viên gạch á, silic nó sẽ xiết những cái viên gạch lại, nó xiết các cái tế bào lại với nhau, nên nó sẽ làm cho những cái cành cái này,
những cái cành măng trái này trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta giữ cái bông mít lại, quên nói ví dụ nha, nếu chúng ta giữ cái bông mít này lại, chúng ta nói trời cái nhánh này sao mà nó đeo nổi cái trái 20kg ta, thì khi mà chúng ta phun mảnh lông nó bao đọt, cho dù chúng ta chỉ chạm vào cái đỉnh đọt thôi, nhưng mà mảnh lông nó bao đọt nó sẽ dạng cơ chế là mạch nano, và nó có tính lưu dẫn, nó sẽ lưu dẫn vào bên trong các cái tế bào của cái thân nhánh cành của cây, nó sẽ cho siết các cái tế bào trở nên gần nhau hơn, và tăng cái độ cứng cáp, tăng cái độ chịu lực của thân nhánh cành. Nên cái nhánh này bà con chúng ta sẽ thấy nè, là nó sẽ cứng cáp lên và nó có khả năng mang được cái trọng lượng 15-20kg là bình thường bà con. Và nếu bà con chúng ta sử dụng thêm cái bộ xương nuôi trứng mít 20kg của nhà Willow Farm, thì cái cành, cái thân nó sẽ lớn cùng với cái trái luôn nha quý bà con nha. Nó rất là hay và rất là nhiều vườn đã chứng minh điều đó, là vườn của chú Út Hồng nè, vườn của một số anh em ở Bình Dương nè, vườn một số quý bà con chúng ta ở miền Tây nè, mới có làm bông thôi mà đã thấy cái thân hoành của cái cây mít ruột đỏ mình lớn lên rồi, và khi mà nuôi trái là thấy nó lớn lên cùng với lại cái trái luôn, và cây rất là khỏe, cây không bị rụng lá. Và lá cái đỉnh sinh trưởng, nếu mà nó có ra đường như vậy, nó có nhú ra như vậy, thì chỉ cần phun mảnh lông vô cái là đứng yên lại liền. Và mảnh lông nóc ao đọt thì chúng ta nên sử dụng trong giai đoạn mà cây đang nuôi bông hoặc là cây đang nuôi trái nha quý bà con nha. Nếu cây mít đang trong giai đoạn nuôi bông như thế này mà cây đi đọt thì cái đỉnh sinh trưởng đó nó sẽ cạnh tranh với cái bông, nó làm cho cái bông bị ốm, cái cuống nó sẽ bị ốm mà ha, cái bông nó cũng bị ốm, và nếu mà nó bị cạnh tranh dữ quá thì cái bông đó nó có thể bị giọt ra thành bông lá, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái năng suất của chúng ta. Còn nếu trong giai đoạn mà cây đang mang trái như thế này mà đi đọt mà chúng ta không có chặn cái đỉnh đọt đó lại thì nó sẽ dẫn tới dịch méo trái. Còn ở cây mít thì bà con chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không rụng trái giống như sầu riêng. Nên nhiều khi bà con thấy ui sao cũng được, nó chẳng có rụng mà đâu sao đâu, nhưng mà thực sự rất nguy hiểm. Tại vì lá giờ người ta thông minh lắm quý vị, người ta sẽ căn cứ vào cái hình dáng của cái trái để mà định vị coi là cái trái này phân loại loại 1 hay loại 2 hay là hàng chợ. Nên là con chúng ta cần phải sao ạ, cần phải chú ý việc này, không những là nhằm giật méo trái, mà khi mà dinh dưỡng không được tập trung vào trái, nó chia làm hai thì sao ạ? Cái trái của chúng ta nó sẽ không có được nặng ký và nó cũng không đủ dinh dưỡng để làm cho cái chất lượng trái của chúng ta nó đạt được là ngon nè, muối dày nè, sơ ít nè, rồi sao ạ? Ngọt cách đậm đà, nó cũng không tập trung được cho những cái việc mà lên được cái chất lượng thương phẩm bên trong luôn. Nên mà còn chúng ta nhớ cho Hoàng Anh nè, năm nay mưa nhiều, có một cái câu là về đích an toàn và cấm trẻ em ra đường. Đó là những cái từ khóa mà con chúng ta phải nhớ giúp cho Hoàng Anh. Khi mà theo quan sát thấy cây mít của mình mà nó đang chuẩn bị, nó nhú nhú vậy nè, nó nhú cái phần đỉnh đọt vậy nè, là lấy mảnh lông nó bao đọt, phun vô liền. Đừng có đợi mà nó nở thêm cái lá đầu tiên ra. Đừng có đợi nó nở cái lá đầu tiên ra. Đây nè, cỡ như vậy nè, cỡ nó lú cỡ vậy là phun mảnh lông nóc ao đọt liền giúp dùng Hoàng Anh. Làm Sulit nó sẽ bao vô cái đỉnh đọt này và nó sẽ không cho bất kỳ cái lá nào nở ra luôn, và coi như nó không có cơ hội để mà giật méo trái chúng ta luôn. Còn bây giờ thì nó mở ra lá 1, lá 2, lá 3 rồi, nên là nó phải đã bị phân tán dinh dưỡng rồi, nên trên cây nó có dấu hiệu bị méo trái giống như hồi nãy giờ quanh đưa với bà con chúng ta xem đấy. Nên hãy trữ mảnh lông nóc ao đọt ở nhà nếu cây của mình đang trong quá trình nuôi bông và nuôi trái, để khi mà thấy vừa nhú đỉnh sinh trưởng một cái là chúng ta sẽ phun liền, là nó có tác dụng tức thì. Tại đây là dạng hữu cơ mà, đây là dạng hữu cơ, nó sẽ đi rất là nhanh vào tế bào và nó sẽ tới ngay tận vị trí của đỉnh sinh trưởng đó, nó bao lại, nó không có cho trẻ em ra đường nữa, nó sẽ không cho cái đỉnh sinh trưởng đó nó nở ra lá thứ nhất, lá thứ hai, lá thứ ba gì cả bà con. Và những cái lá mà lỡ mà nó có mở ra giống như vậy rồi, hồi nãy Hoàng Anh có nói, thì kali hữu cơ nó sẽ làm nhanh già lá này, nó không có do lá này sinh trưởng nữa, nó chuyển qua làm nhanh già lá luôn, và kẽm nó sẽ làm tăng cái màu xanh của lá mà biến cái lá thành cái cơ quan quang hợp của cái cây mình luôn, coi như là tận dụng hết, biến nguy thành cơ luôn, biến nguy cơ thành cơ hội luôn bà con. À, rất là hay chỗ này nha, bà con nhớ tủ cái chai này ở nhà. Nếu mà bà con chúng ta đang làm bông cho bất kỳ loại cây gì, cây sầu riêng, cây mít, cây bưởi, cây na, cây gì cũng vậy, bà con chúng ta thấy có dấu hiệu đi đọt thì chúng ta phải chuẩn là ngay, từ hôm nay thời tiết mưa gió bất thường, mình không biết nguy cơ nó sẽ ở đâu, tiềm ẩn ở đâu và lúc nào. Và để về đích an toàn, để đạt được hiệu quả cao thì nhớ trữ cái chai này giúp giùm Hoàng Anh nhé. Còn nếu bà con chúng ta đang bị vấn đề gì khác nữa, bà con chúng ta có thể comment bên dưới và giúp giùm Hoàng Anh. Hoàng Anh sẽ trả lời cho quý bà con chúng ta bằng văn bản, bằng tin nhắn hoặc là bằng cả video. Và nhớ lưu lại số điện thoại hotline hiện trên màn hình giúp giùm Hoàng Anh. Cần cái gì, đang bị vấn đề gì thì gọi cho các bạn chuyên viên, các bạn sẽ tư vấn trực tiếp cho quý bà con chúng ta liền và ngay lập tức nha. Xin chào quý bà con và hẹn gặp lại.